Rất vui khi được gặp lại các bạn trong video hướng dẫn tiếp theo này và tiếp tục với những video hay hướng dẫn ở trên điện thoại và trên máy tính. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn và hướng dẫn cho các bạn nào dùng Facebook, các bạn có thể khóa bảo vệ trang cá nhân trên Facebook của các bạn trực tiếp trên điện thoại, cách mới nhất trên giao diện mới nhất của Facebook nhé. Bạn nào đang quan tâm cách này thì các bạn cùng theo dõi. Ok, để bật khóa bảo vệ trang cá nhân ở trên Facebook ở giao diện mới nhất năm 2024 thì các bạn hãy thao tác theo mình các bước như sau nhé. Đầu tiên thì các bạn vào Facebook của các bạn như này. Sau đó thì các bạn sẽ chọn cho mình cái phần là dấu ba gạch ngang ở trên cái phần là trang cá nhân. Sau đó thì các bạn sẽ kéo xuống cho mình, các bạn chọn cho mình là cài đặt vào quyền riêng tư nhé. Tại đây thì các bạn sẽ tiếp tục chọn vào mục cài đặt trong mục quyền riêng tư này. Ok, thì đây nó sẽ đến cho các bạn cái phần là cài đặt và quyền riêng tư ở cái phần trung tâm của cái phần Facebook. Rồi bây giờ các bạn sẽ tiếp tục kéo xuống cho mình đến cái phần là đây. Ok các bạn, đấy, cái đối tượng và chế độ hiển thị. Đây các bạn nhìn chưa, đối tượng và chế độ hiển thị. Thì tại cái phần đầu tiên này nó sẽ có cái mục là khóa bảo vệ trang cá nhân. Đó, ngày trước thì giao diện Facebook nó sẽ không có cái phần là khóa bảo vệ trang cá nhân ở ngay phần trong cái phần cài đặt này đâu, mà các bạn phải dùng một số cái thao tác khác. Thì bây giờ các bạn sẽ chọn trực tiếp vào phần khóa bảo vệ trang cá nhân này. Rồi thì các bạn sẽ đọc và các bạn sẽ hiểu được là cái khóa bảo vệ trang cá nhân này nó có tác dụng gì. Đó, thì đầu tiên là chỉ bạn bè mới có thể xem được ảnh này, bài viết và tin trên trang cá nhân của bạn. Tiếp theo là chỉ bạn bè mới thấy ảnh đại diện, ảnh bìa của bạn ở chế độ phân giải đầy đủ. Và tiếp theo là mọi người vẫn có thể tìm kiếm và gửi lời mời kết bạn cho bạn. Đấy, thì các bạn sẽ thấy là cái tác dụng của cái phần là khóa bảo vệ trang cá nhân nó là như thế nhá. Rồi giờ đây thì các bạn nếu mà muốn khóa bảo vệ trang cá nhân ý, thì các bạn sẽ chọn cho mình là khóa bảo vệ trang cá nhân. Rồi các bạn đợi nó khoảng một vài giây. Đó, bạn đã khóa bảo vệ trang cá nhân. Chỉ bạn bè mới xem được ảnh, bài viết cũng như là thông tin trên trang cá nhân của bạn. Bạn chọn ok này. Rồi khi mà các bạn khóa xong ấy, khóa bảo vệ trang cá nhân xong, thì ở ngoài phần trang cá nhân này nó sẽ có cái mục là bạn đã khóa bảo vệ trang cá nhân như thế này nhá. Đó, thì những người khác vào ấy, những người khác vào thì cũng sẽ hiển thị tương tự cái phần là khóa bảo vệ trang cá nhân như thế này. Thì mình cũng vừa lấy một cái tài khoản mà chưa kết bạn nhé. Đây thì cái tài khoản bên này là cái tài khoản chính của mình, ghi là bạn đã khóa bảo vệ trang cá nhân này. Đó, bạn này, đấy. Còn bên này thì khi mà không phải chưa phải bạn bè ấy, thì các bạn truy cập vào cái trang cá nhân của bạn kia ấy, thì Facebook sẽ hiển thị là Tân đã khóa bảo vệ trang cá nhân, tức là cái trang đây của mình có tên Facebook là Tân nhé. Rồi, và các bạn sẽ thấy là đã có bảo vệ trang cá nhân như thế này nhé. Các bạn sẽ kéo xuống cái phần thông tin trang cá nhân thì các bạn sẽ không thấy một cái gì nhé. Đấy, không thấy hiển thị một cái bài viết, cũng như là các bạn không thể xem được dòng thời gian cũng như là ảnh đại diện của cái người đó nhé. Đây này, chỉ bạn bè mới có thể nhìn thấy những ảnh anh ấy chia sẻ trên trang cá nhân. Đấy. Quay trở lại cái phần là tài khoản bật bảo vệ trang cá nhân ở trên Facebook, thì để các bạn có thể tắt đi thì các bạn chỉ việc chọn vào cái phần này này. Đó, các bạn tắt đi xem trang cá nhân này. Đấy, thì nó sẽ hiển thị lên cái phần là mở khóa ở đây. Các bạn muốn tắt cái phần khóa bảo vệ thì các bạn sẽ click vào phần mở khóa và các bạn chọn lại một lần nữa là mở khóa trang cá nhân. Các bạn click vào, các bạn sẽ click vào như này là xong, là thực hiện việc mở khóa nhé. Đấy, bạn đã mở khóa trang cá nhân và ok. Thì bây giờ các bạn sẽ thao tác bật lại thì các bạn cũng thực hiện tương tự nhé. Các bạn thấy video của mình hướng dẫn thế nào và cách để khóa bảo vệ trang cá nhân cực kỳ đơn giản như thế thôi, thì hy vọng thông qua cách hướng dẫn này các bạn có thể áp dụng và trải nghiệm nhé. Chúc các bạn có những cái trải nghiệm sử dụng Facebook trên điện thoại một cách rất hiệu quả. Và nếu các bạn thấy video hay, các bạn nhớ ủng hộ mình một nút like và chia sẻ thật nhiều cho người thân bạn bè được biết nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video gần nhất của mình.